tình cấm xuyên huyền vân tan tông lô khê lang này là thôn tây đông xa cấm nam thái tuế thì niên nhất kiến tân dầu hấp cứu nhật nhất hoạt mâu tuất niên được hướng an đức đại vương chúng con thái minh hiền chủ tịch mạc tộc tình a tình hoàng văn hương chủ tịch mạc tộc viên cấm xuyên dòng hồ gốc mạc từ bách niên hợp gì nhị đông trên quê hương Hà Tĩnh cầm xuyên Hà Tĩnh nhà lấy hoàng thiên hậu đồ chư vị tôn thân ngài kim niên đương cai thoại tế thái tuế chỉ được tôn thân ngài đức đại vương tướng quân thường thường đằng thân huy hoàng văn minh thanh hoàng chư vị đại vương đồng kính đại ta hữu đơn hưng lục bào đơn hưng tình nhậu trung đằng thương thương đằng chỉ đức tôn thần tòa thiên chúa chỉ xin cũng vòng đức thân mạc tộc nội tiến linh tiên tổ ngoài tiến linh tiên tổ nhu nhân chi linh vi tiên xin cũng vòng ông ba quan cụ sinh hạ đức đại vương phân mộ an táng tại thôn Hà Bắc xa Cẩm Nam xin đã cúng vòng sơn xuyên tiên vòng tự dục đại vương linh phu đơn ngưng bao quốc đơn hưng chi đức tôn thân hoàng văn sĩ hồi chúng hương xin cúng vòng các tướng sĩ trần muông nguyện biến hữu quyền xin nội về đây chúng nén hướng của đảng bộ chính quyền nhân dân xa Cẩm Nam cháu hầu duy các dòng tộc gốc mạc dân kính bái phố tập ba thúc huynh đệ tổ phố tập ngũ đại hoàng thị miếng kỳ bản địa thanh hoàng long thân địa mạch ngũ tư tôn thân thiên tòa chứng giám lễ yết dụ đức đại vương hoàng văn minh
trắng hiệu bạch hồ tiến chú hoa thuộc hầu viên vũ trung ương hoàng đế chứng giam mời quý khách đông tây nam bắc về đây xin hồi nhập bảo vệ hậu duệ của thiên nhân. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm Mậu Tuất được hướng an đức đại vương tập thể ban chấp hành hội độc hội đông bạc tộc tỉnh Hà Tĩnh, hội đông bạc tộc huyện Cẩm Xuyên cùng toàn thể con cháu hậu duệ các dòng tộc gốc bạc có mặt được linh đài của ngài chúng con xin thương. Nơi nam mà một cõi địa dòng bầu ngàn xưa cha ông để lại được sanh càn khôn mùa đông dạ lành hầu duệ chúng con về nơi đất mẹ được đến thờ được giờ cơ hóa nắng chữ hiếu âm tính nhà nhang khói vẫn có sống toàn lòng được sâu bày tỏ chỉ hiên ngang giúp nước giúp dân đem thân tài cặp ra dừa biến cương dừa biến cương bờ cõi nhân ra ngày kỳ của ngài chúng con trầm sinh lễ vật hương đăng hoa quả vang mà kiếm ngân ngọc thực đốt nén tấm nhang cúi đầu bách bài cầu mong ngài siêu thoát chốn thánh thiên suốt cuộc đời cứu được giúp dân cho đất nước thành binh cho sơn hà cầm tù cho quê hương Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Nam bốn mùa hoa nở để nơi nam quốc thái dân an cho hậu duệ gốc mạc ngay thêm mà giang dở chúng con về đây tình cần dâng hướng hầu gì cặp nơi tri ân bãi lễ từ bắt niên tiền chung phục thủy thập tám thế hầu di nhị đồng bóng tôi lùi dân mọi chuyện sáng trong nhớ đàng sớm triển khai đổi mới nhân dân một già đồng lòng con cháu vừng niềm tin sớm tôi giờ đây ban chấp hành hội đông mạc tộc cùng hầu duệ con cháu và đảng bộ chính quyền nhân dân xa Cẩm Nam viết tiếp trang sử vẻ vang với chiến công của đức đại vương để lại hầu duệ luôn không người sáng chói được cấp bằng di tích văn hóa để lưu danh lòng chúng con biết bao điều muốn nói mong đại vương anh linh chỉ lối để chúng con nguyện
sức đông long luôn được hưởng âm phân che chở. Thế công thành danh toại làm ăn phát đạt gia đạo vân hoa sức khỏe rồi giao nhà nhà khang thái. Biết dù đức đại vương của hội đông mạc tộc và hầu duệ các dòng tộc gốc mạc tuy đơn sơ nhưng tấm lòng thanh tịnh mong quý vị thần linh quý bậc tiến linh cao thượng tòa hương già tòa trung thì già tòa hạ xin biến tiêu thành đá biến hằng ngã xa số xin vâng cho đều kêu cho rằng mong quý vị tôn thiêng bảo hộ đồ đi cho con cháu chúng con trẻ nhục nam mi sinh bất túc tâm kính hiểu dư xin ngài lương tử vô lý cho hội đồng mạc tộc ngày thêm đổi mời cho con cháu hầu duệ gốc mạc mãi mãi ráng danh mong đức tổ rồng long khai sáng nay. Lệ chúng con xin lạy được anh linh đức tổ đại vương hầu duệ chúng con lòng thành cẩn cao.